Có nghỉ không? Không, ngày mới đi lại hôm á. Mới đi lại hôm mà có dẫn cái này theo không? Đi cũng đi mấy giờ? Để con hỏi bên này con nè. Này ơi, à, hôm qua đi nhặt ve chai gì mấy giờ này? Mấy giờ? 1 giờ mà sớm hả? Là bệnh viện giải chiến vứt ra cái ngồi lượm về là xong luôn. Đâu đó rất có họa vô thân. Đó nè kìa, đúng không? Ngay dấu chân ngoại kìa. Ở kìa, rồi ngồi đá con coi cái máy bạch. Kìa. Ở kìa ngay dưới chân ngồi á. Ở trong cái túi đen đó ngoại. Đây nè, đó. Đó. Nhìn cái gì? Nó gửi chú đi. Trời ơi, hai bà cháu trời ơi, ngay xe mình tới ra nhìn cả nhà. Chạy mừng mà. Chạy đang mừng hả? À? Ôi, bữa nay tụ họp đông vui ta. Sao bữa nay ngày gì mà đông vui vậy? Chắc cha rồi, xe hết xăng rồi. Hello. Hôm nay thì đi đến đây hỏi thăm về cái việc mà bé ngủ có ngon không, ngủ có giật mình không. Rồi cũng có nhiều cô chú anh chị đề nghị là xây cái bếp cho gia đình nữa. Đó. Thì đến đây cũng làm cho tròn, đã tròn thì cho tròn vuông vức luôn. Tròn còn vuông vức nữa. Đây bé ơi, này ơi. Đây thùng quà của con nè. Có một anh ở Đà Lạt gửi cho con. Chú cũng không biết rõ nữa. Đó, dành cho mẹ không bơi. Của con hả con Bưng? Con Bưng có nợ thế đâu. Mẹ không cần bữa biết. Bữa nay sao ở nhà, bữa nay ở nhà hết vậy? Chuột tay. Trời ơi. Đây mình sẽ thăm căn nhà. Hai bà cháu vui chưa? Ở cái này mình cúng đúng không ngồi? Cúng đất đúng không? Để đi luôn. Dạ. Rồi hôm qua cô hai có vô không? Có. Có vô à. Con khui ra thử đi con khui ra thử đi. Ngoại mai cho con mượn con dao. Hôm nay chú lại đem quà cho con nữa rồi. À, đây là một anh ở mạnh thường quân ở Đà Lạt gửi thùng quà cho con á. Không biết gì trong đó nữa. Có nên xem ké không ta? Cho chú xem kéo nha. Ngồi khui giùm bé, ngồi đứt tay bé không? Ngồi khui giùm bé đi, khui giùm bé, đứt tay nó. Hôm nay nhiều quà lắm. Khui xong phần quà đi, chú sẽ nhận cho con, chú sẽ trao thêm phần quà nữa. Cắt nữa đi ngồi, cắt nữa đi, cắt hết cái vòng luôn đi. Có kẹo không? Dạ có. À kẹo bánh. Ủa biết thư nó kìa, thôi chắc thư này để cho bé này đọc đi. Đó, có thư kìa. Thôi bức thư này chắc là để riêng cho con đi. Tại vì mình đâu đó thì cái đó là tấm lòng của anh đó muốn dành cho con. Thì con ráng học thì để cho con đọc riêng nha. Tối giờ đọc riêng nha, con cắt lấy bằng học con đọc đi nha. Con để lên cái bàn đi. Rồi tí con khui quà khoe với cô chú đây nè. Rồi xong rồi chú tặng thêm món quà nữa. Hôm nay nhiều quà lắm. Rồi sách nữa kìa. Phù thị thủy thủ Simbad kìa. Cái này tiện hay là truyện tranh? Truyện tranh. Trời ơi quá trời sách vở luôn kìa. Truyện không luôn á. Biết con thích truyện đó. Anh này là anh Trần Long Ẩn ở Đà Lạt gửi cho con. Vẽ nó kìa. Sách tô màu. Quá trời luôn. Hơi tối tí nha. Điện cổ tích nữa kìa. Hút bốt kìa. Giờ là đỡ phải mua rồi, đỡ phải mua đồ rồi. Học bút. Truyện quá trời truyện luôn. Bút thước nè. Rồi bút thước.
Trời ơi, anh mua bánh kẹo rồi bút thước tùm tùm hết. Cái này cái gì? Nó chờ sát luôn. Ôi, vỏ đẹp quá trời luôn á. Ui, hình dáng. Hình dáng rồi, tí cho chú với. Trời, dễ thương ở nhà. Lát hồi con dán đầy cái giường luôn. Ờ, cái giường người ta ngủ mà dán lên trời. Còn gì nữa không? Còn à, quá trời không kìa. Có hình dáng nữa nè. Ừ. Hình dáng. Con thích không? Dạ có. Ừ. Hồi đó con đi học á, con xin vải á, con xin vải thì con mua cái này nè. Ừ. Bút màu. Bút màu, con tí nữa con tô á, bút màu cho con tô vẽ trời quá trời luôn anh. Con thích màu của con. Ừ, đây nè. Chết phở với con nữa nè. Quá trời chuyện luôn. Anh thích không? Dạ có. Chết chà. À trời ơi. Dạ. Cái giỏng mày chi vậy? Dạ cho quả con nằm. Ủa chứ sao có giường mà không làm mà đi nằm giỏng? Dạ, quả con không có nằm giường được. Ồ. Người đẹp. Ủa dạ. Sao gì kỳ vậy? Mua cái giường cho bá lửa vậy mà không ngủ, ngủ giỏng trời. Ơi thấy vô hết hồn luôn cả nhà. Treo cái võng lên móc bên cái sàn sắt bắn ốc cột thép gì đây. Ô trời ơi sợ thiệt chứ. Cột thép. Ờ cột thép lên ngủ kìa cả nhà. Có chỉ người có chị Út mới làm được điều ấy thôi. Sợ thiệt. Anh hai thiết kế cho ngủ à ngồi. Rồi con muốn gửi lời gì đến anh Trần Long Quẩn không? Con nói gì nè? Dạ. Dạ kêu em hay kêu chú? Kêu anh. Không, ý là con kêu bằng anh hay. Đúng rồi, kêu bằng anh. Dạ. Dạ. Em cảm ơn anh Trần Long Ẩn. Trần Long Ẩn. Trần Long Ẩn. Trần. Trần. Ờ chữ Trần á. Trần. Họ Trần á. À. Trần Long. Nhưng mà con kêu bằng Long được không? Anh Ẩn đi. Dạ. Dạ. Em cảm ơn anh Ẩn cho em sách với lại bánh kẹo quá trời luôn nè. Có mừng không? Vui không? Dạ vui. Rồi đi ra đây chú cho quà nữa, tôi tặng quà. Ủa? Nữa. Chưa có quà nữa. Wow! Đây của con đây. Yeah, đâu? Biết bé này thích rất thích có bông và một cái con thú bông mềm cho bé này nè. Rồi một con Doraemon màu hồng luôn. Con thích màu hồng đúng không? Mềm không? Dạ mềm. Rồi còn thêm cái đây là một món quà của chú anh chị mình Thường Quân nữa. Bây giờ hai chú cháu mình vô với ngồi đi. Rồi chú bạn cũng ngồi tí nữa. Thì hôm nay thì làm cho trọn vẹn luôn. Cô chú anh chị mình Thường Quân cũng muốn là ngồi với lại Nị có một cái gian bếp nữa. Ngồi đứng sát với Nị đi ngồi. Không có gì. Cái gì à? Ủa rồi uống cà phê nữa hả? Không ăn cơm hả? Quậy nắm gì? Trời ơi, không uống cà phê nó mát con lắm rồi. Ăn miếng cơm đi. Rồi có cho có sức nha. À, bây giờ cô chú cũng muốn là ngồi xây cái bếp nữa. Rồi con cũng muốn là ngồi có một cái bể cái bồn nước để chứa nước trong đó, xong mình xài nước xuống. Đỡ mất công cứ ngày bữa nào muốn xài nước thì phải bật máy bơm lên xài. Thà như là mình xài mình có bể nước mình chứa xong rồi cái mình xài hết thì mình bơm tiếp, chứ mình lúc nào cũng phải muốn xài thì bơm nước lên cực quá. Rồi cái bể nước kia cũng dơ quá, rồi con muốn là ngồi xây cái bếp. Thì con trên kênh con thì mới nhận thêm số tiền của chú anh chị mình Thường Quân muốn giúp cho hai bà cháu. Là có anh Phạm Văn Nghĩa ở Anh Quốc gửi 2 triệu. Một bạn Hoàng Minh gửi cho 1 triệu. Chị Tina Nguyễn gửi 3 triệu. Muốn giúp cho hoàn cảnh của hai bà cháu thì sẵn số tiền đây, con nghĩ rằng là ngồi nên con muốn ngồi là xây thêm cái bếp nữa, cũng không nhiêu đồng hết. Ngồi đồng mấy em ngồi rồi mua cái bể nước cũng ít rồi à, rồi mua cái bể nước về xài nha. Chắc có lẽ đây là cái thời điểm cuối, tại vì bây giờ BB có rất là nhiều ca đang chờ giúp nữa, với lại lớp học của hồi tối BB có thăm thì có nhiều cái sự việc xảy ra, cho nên là BB phải
quan sát lớp học tình thương Baby đang mở ra đó cả nhà cũng biết rồi, thì Baby sẽ cực lực quan tâm cho mấy đứa nhỏ hơn, tập trung bên đó thì chắc không có thời gian để giúp cái này nhiều hơn. Chắc đây là cũng khá là lâu nữa chúng mới gặp lại con này. Bây giờ con sắp sắp vợ lên đó hả? Trời ơi quá trời luôn. Sắp tới thì Baby có nhiều cái việc để Baby có thể triển khai. Tại vì ước muốn Baby bây giờ là muốn tạo điều kiện cho những trẻ em mồ côi, những trẻ em không có điều kiện để đến trường, thì Baby sẽ giúp cho các bé được biết chữ. Đâu đó thì giúp, trước mắt thì Baby sẽ giúp cho các bé học biết được cái chữ, là mở một lớp học tình thương. Baby có đăng video rồi cho cả nhà xem đó. Thì Baby sẽ giúp cho các bé học trước, xong rồi Baby sẽ tìm mọi cách, bất chấp mọi cách luôn, để Baby có thể là giúp các bé đến trường rồi học, đi học nó sau này đứa nào là học giỏi Baby sẽ giúp xa hơn một tí. Thì Baby sẽ cố gắng làm công việc đó, vì dự định cũng khát khao với Baby mà hy vọng là mình có thể cố gắng làm được. Bây giờ thì Nị đang sẽ thăm Nị một tí nữa. Đây, Baby sẽ quay giữa nhà xem căn nhà của bé Nị. Bữa trước thì Baby không có quay rõ nhà xem. Bây giờ thì đến đây để làm một cái chương trình cuối cùng, và có thể là giúp cho bé Nị có một bà hai bà cháu có một cái bếp cũng như là nơi rửa chén. Baby đã có nói với chuyện với anh hai, thì anh hai ngày 15 sẽ khởi công xây cái bếp làm hoàn thiện cho hai bà cháu luôn. Có bông chú con để trên này hả? Hay quá trời luôn. Thì Baby sẽ ra thăm ngồi. Đây cái giọng đó nha. Giọng ngồi đâu có chuyện ngủ giường đâu. Rốt cuộc cái là treo cái giọng lên cái chỗ này ngủ. Công việc này là chắc chứa nhiều rủi ro và nguy hiểm cả nhà. Lượm sắt rồi không đeo bao tay cái bà ngồi rồi. Rồi mua lượm đồ y tế vậy nè. Rồi đồ test Covid người ta. Ngồi ơi, đừng có lượm đồ y tế này về nữa nha. Hứa đây không được lợi mà đồ y tế gì nữa. Cái đường đâu, lượm lại. Rồi cái bao y tế người ta ghi rõ ràng, đừng có ghi lượm gì nữa nha. Chứ mà lượm đồ y tế về rất là nguy hiểm, bệnh dịch nó cũng... Cái này mới sở bao này ra nè, rồi đâu biết đâu. Dạ, còn mới gì thấy cái bao thuốc của ngồi, bao thuốc y tế quá trời thuốc luôn. Nha, cái đó là thuốc ho được tùm lum trong đó kìa. Lỡ người ta vứt cái đồ y tế bị Covid mấy chỗ mà... bệnh viện giải chiến vứt ra cái ngồi lượm về rồi xong luôn. Đâu đó rất có họa vô thân. Cái đó nữa kìa, đúng không? Ngay dấu chân ngoại kìa. Ok kìa, ngồi đá con coi cái máy vạch. Kìa. Ok, ngay dưới chân ngồi á. Ngay chỗ cái túi đen á ngoại. Đây nè, đó. Đó. Dở con coi nè. Té Covid nè cả nhà. Đó. Hai cái rồi. Ôi đừng có lượm mấy đồ y tế về, thấy bao y tế này không có tránh xa, không được vô nữa nha. Nguy hiểm thật sự luôn. Rồi bữa sau mà lượm ve chai thì đeo bao tay vô. Anh Di có thấy cảnh ngồi đi lượm ve chai ngồi đường buổi tối chưa? Móc vô cái bao rác mà đồ ăn thức uống dơ hơn ăn thừa rồi á. Ngồi móc vô trong đó, hai bà cháu móc vô để lượm. Bao test Covid nè cả nhà. Ngồi ơi. Bây giờ cô chú cũng thấy ngồi lượm cực khổ tối khuya như vậy với này nguy hiểm nữa, cho nên là cô chú muốn ngồi là thôi lâu lâu hãy đi nhặt, giờ có số tiền cô chú giúp rồi nghỉ ngơi hay đi bán giấy số gì đó, bán dầm về tờ ngày nghỉ kiếm về đâu động cũng được, chứ mà lượm cái này tối nguy hiểm rồi, lượm đồ y tế mà bữa nay bệnh dịch nó bùng phát lại rồi, lượm mấy đồ đó là rác rém là người ta bị nhiễm Covid rồi xong luôn á, có nghỉ không? Mới đi lại hôm mà có dẫn cái này theo không? Đi cũng có chuyến về, chứ đâu có đi hôm đó nữa. Đi mấy giờ? Để con hỏi bên này con nè. Nị ơi, hôm qua đi nhặt ve chai gì mấy giờ nị? Mấy giờ? 1 giờ mà sớm hả? Chú nói con nghỉ mà sao vậy? Chú nói là nghỉ không đi nhặt ve chai nữa mà sao kỳ vậy? Con đi lượm 1 ngày hả? Con thấy bịch con rừng Covid không? Dạ đâu. Đó, đồ test Covid người ta quá trời đó kìa. Trời ơi. Này ra cái nhà, Baby không nói dốc luôn á. Đây nhặt đây bao thuốc y tế người ta quá trời nè.
đó, rồi nhặt về tiết kiệm, nhặt về con không được đi nhặt nữa giờ. Rồi nhặt một hôm qua nhặt về 1 giờ mới về, khổ thiệt cái chứ, có tiền đâu sao cũng nhặt nữa. Dạ đi lượm cho ngoại hơi khỏa hơn ngoại ở nhà. Ngồi ở nhà ngồi buồn á, muốn đi ngồi muốn đi nhặt cái con mới đi theo người dưới ngồi rồi. Dạ. Đúng rồi. Cái con kêu ngồi không cho, đừng cho ngồi đi nữa, đóng cổng lại không cho ngồi đi. Nha. Con không biết. Giờ không biết làm sao để ngồi không đi luôn á. Ừ. Giờ đi mình cũng nguy hiểm, con cũng lo cho ngồi, mà con đi theo thì con cũng chẳng, con cũng con gái nữa, sao giúp được cái gì đâu. Đi, con đi theo thôi. Thấy mà bao y tế con đừng có cho ngồi bên nhặt nha. Cái đồ mà y tế, cái đồ mà của tiệm thuốc mà nó dục ra đó. Dạ. Con không được cho ngồi nhặt. Nhặt là rất là nguy hiểm nha. Người ta bị Covid trong đó rồi mình cũng không xong luôn á. Dạ. Đó, y năng lành cái tự nhiên rất hoài cho thân á. Nghe. Dạ. Đây cái bếp đây cả nhà. Thì cả nhà cũng có thấy cái bếp là baby tính cũng dự tính trong đầu là muốn xây cái bếp nhưng mà chưa có làm được. Có rất nhiều hoàn cảnh đang chờ nữa cho nên là BB sẽ gửi tiền cho ngồi để ngồi làm cái bếp lại. Thì con nghĩ rằng ngồi nên xây cái bếp một cái bực lên thôi để con nấu với ông thợ hồ, rồi ông sẽ thiết kế, ông sẽ xây ngay đây nha, ông xây ngay đây cho ngồi. Chứ mà con thấy là nước mưa cũng lên thì cũng ngập tiếp rồi, đâu có nấu nướng gì được đúng không. Cái bể nước ngồi kia cả nhà, thì BB sẽ mua một cái bồn inox để chứa nước trong đó, xong rồi mình lúc mình xài mình xả nước vô cái bếp này, nấu ống nước vô trong này để có thể là ngậu với lại bé này có cái bếp cũng như là cái bồn rửa chén luôn. Rồi thiết kế cho ngồi cái chỗ mà để chén bát luôn cho nó sạch, chứ để chén bát ngồi này là rất là dơ, rồi gia vị ngồi này rất là dơ. Không chịu không này? Dạ. Bây giờ chú sẽ làm cái bếp, rồi cái chỗ rửa chén cho con. Rồi cái chỗ mà để chén bát cho sạch, đồ ăn thức uống cho sạch nữa. Dạ. Thì chú tính như vậy, con đồng ý không? Dạ. Đây là số tiền mà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi tiền cho ngồi. Số tiền 6 triệu đồng do ba anh chị Mạnh Thường Quân ở ngồi nước gửi cho con ngồi nha. Thì con ngồi cầm giúp con nha. Ngồi đếm lại giúp con có đủ 6 triệu chưa? Ngồi biết đếm không? Không biết đếm hả? Này này vô đếm cho ngồi này. Trời ơi, ngồi không biết đếm tiền luôn hả? Rồi sao đi mua đồ người ta thối ra lộn tiền sao? Họ lỗ hay là mình lỗ? Họ lỗ, mình gì mình đáng 1 triệu. Con đếm thì đủ chưa anh này? Đáng 1 triệu. À, giờ có mình nói phải cho nó đi học để cho nó biết chữ rồi nó đếm tiền. Dạ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6 triệu đồng. Dạ. Thì số tiền này á chú muốn là hai bà cháu xây cái bếp này nha. Dạ. Xây lên cái bếp con sẽ kêu thợ vô làm tiếp. Và tại vì bây giờ có rất là nhiều người đang chờ con nữa cho nên con rất là không có thời gian, con phải đi chạy chỗ này chỗ kia lớp học của con nữa. Cho nên là con phải kêu thợ vô đây ngồi ở nhà. Thì cái này nó không giống như cái nhà, nó không có phức tạp như cái nhà. Cái này thì họ xây sơ trong một ngày họ xong rồi nha. Rồi có gì con sẽ bàn giao với lại thợ. Hai bà cháu đồng ý chưa? Dạ. Được không? Dạ. Rồi, vậy là mình đã hoàn thiện xong căn nhà cũng như là sắp sửa mình sẽ làm cái bếp luôn rồi. Là gia đình mình đã đầy đủ. Còn cái việc học của con là sẽ sau này sẽ tính tiếp nữa. Dạ. Ok. Thì thôi BB cũng là làm tròn trách nhiệm của mình. Và BB xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã luôn quan tâm đến gia đình của bé Nị. BB sẽ cố gắng giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình một cách chỉnh chu nhất, hoàn thiện nhất. Cảm ơn mấy con mấy chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho mấy ấm gia đình và giúp đỡ cho được cái bếp. Rồi. Cảm ơn mấy con mấy chú. Dạ. Đây cả nhà. Rồi con nhớ hồi nãy cái người tặng sách vở con tên gì không? Dạ tên Ẩn. 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 Ấn N Ân. Ấn N Ân. Ân hỏi Ẩn. Ân hỏi Ẩn. Ừ. Anh Ẩn. Dạ. Rồi. Con có gửi lời tại vì anh Ẩn hồi nãy con mình chưa cảm ơn sâu sắc. Bây giờ á mình cảm ơn anh Ẩn nè. Cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân nè. Đây cảm ơn đi con. Dạ, em cảm ơn anh Ẩn cho em sách vở với lại bánh kẹo với bánh kẹo với lại cô chú cho con gói bông. Gói bông là của cô chú cho, còn dạ. còn còn
Còn còn tiền là cô chú anh chị mình Thằng Quân ở nước ngoài cho. Dạ. Con cảm ơn chú Bi với lại cảm ơn cô chú đã cho con tiền với lại bánh kẹo với lại sách. Nó vòng rồi. Thôi vậy được rồi, vui nha. Cố gắng phải chăm ngoan, giờ cô chú đã thương con như vậy rồi, con phải cố gắng hết sức mình để có thể là không phụ lòng cô chú. Mình phải học thật giỏi để sau này mình có thể là một công dân tốt nè, mình lo cho gia đình mình tốt nè, rồi sau này mình có thể đi giúp từ thiện nữa nha. Dạ. Ok. Dạ. Bye bye, bye, bye.